Chào mọi người nha. Hôm trước mình có quay cái đám vận thọ ban mai đây nè. Đây là có nhiều anh chị vô kiểu như là trồng không đẹp bằng tôi. Thì bữa nay mình quay lại cho anh chị thấy nè. Đó. Có nghĩa là mới có mấy ngày thôi mà có sự khác biệt rất là lớn nha. Mà cái ở đây là ông chú ông trồng theo cái kiểu gọi là kiểu lười biếng. Cái kiểu lười biếng là sao? Ví dụ như chúng ta thì chúng ta sẽ hòa phân, chúng ta sẽ tưới vô gốc đúng không? Nhưng mà ông chú á, thì ông việc nhiều lắm. Ông hút một nắm phân đổ đại vô đây. Gọi là kiểu lười đó mọi người. Có nghĩa là hút dục đại vô đó thôi, nên nó sức gì nó sức. Do vậy mình có để là cái kiểu là gọi là trồng kiểu lười. Đây là vận thọ ban mai nha. Thì sau mấy ngày thôi mọi người đã thấy này. Rất là tùm xum xê. Và ông chú là ông không có ngắt cái bông cái. Anh này, đó. Cụ thể là mọi người ông cũng không có bấm cơi, bấm kéo gì hết nha. Ông để im vậy thôi chứ ông không có bấm cơi. Đó, như mọi người thấy đó, ví dụ như chào đây nè, mình lấy luôn cho mọi người xem. Ông không có bấm cơi. Do vậy mà gọi là trồng cái lười đúng nghĩa luôn á. Vứt đại phân vô đây nè, phân bữa nay vẫn còn nè mọi người, đó. Cái cục mà đen đen đó. Bởi vì mọi người biết xong, dân mà dân trồng cúc thì cái chuyện trồng vận thọ nó quá là đơn giản nha mọi người. Muốn xum xê, muốn xấu, muốn đẹp. Thật sự là như vậy luôn á mọi người. Tại vì dân trồng cúc á, trồng cúc nó mới khó, phân lạc đủ thứ các kiểu. Rồi bây giờ nếu mà trồng qua vận thọ nữa thì chuyện có quá đơn giản rồi. Mọi người thấy lá này, dài đúng không? Nhánh nó bắt đầu phóng ra hết này. Mọi người thấy không? Này, tay nhánh này dài rồi này. Đó. Thì cũng nói chung là bây giờ mọi thứ view ngắn gọn cho anh em xem. Có gì hay ho mình sẽ view tiếp. Còn bây giờ cái clip này mình kết thúc thôi nha. Chào tạm biệt hết.